Chào mừng quý khán giả đến với kênh Nguyễn Chí Đạm. Hôm nay cửa hàng mình tiếp tục giới thiệu cho người một cái dòng máy cưa đĩa của hãng DSA có mã AMI02-185 với giá cực kỳ tốt luôn ha, chỉ có 970 ngàn thôi. Thì giá bên cửa hàng mình chưa còn bị ship anh em. Máy trang bị thêm chúng ta là một cái đĩa cắt ha. Đó, dùng điện 220 24 50 60 Hz. Công suất của cái con này là nó là 1100W, tốc độ quay 5600, khả năng cắt sâu tối đa luôn là 64 mm nha anh em. Thông số đây. Đó. Thì mình cũng nói sơ qua cho anh em ha, trong cái tháng 6 này có những cái chương trình bán hàng nằm ngoài cái dự kiến anh em ha. Do vậy thì những anh em nào mà mua hàng mà trước đó mà trong tháng 6 này mình có bán rẻ hơn một chút thì mong anh em thông cảm nha. Đó, mình nói trước. Thì cái sản phẩm này trong cái tháng 5 thì đó, có tất nhiên thì giá sẽ rẻ hơn tháng 5 rồi. Cũng không có nhiều anh em nha. 970.000 cho cái máy này. Nó trang bị chúng ta thêm một tay cầm nè, một cái chổi than, một cái lục giác để mở ha. Hàng chính hãng TSA, bảo hành chúng ta là 6 tháng. Nó trang bị thêm chúng ta một cái lưỡi. Cái lưỡi này thì nó có là 60 răng anh em. Đây, lưỡi 60 răng. Lưỡi rất là xịn luôn ha. Lưỡi khá là xịn luôn. Những ông khác cho chỉ có 24 răng thôi, riêng DSA này cho tới 60 răng luôn. Cái lỗ cốt là 25.4 ha. Đó, đây. Lưỡi này có thêm cái lỗ hạ xuống nè anh em ha. 25.4 mình có thà hạ xuống 20 nha. Nó sẽ có hai chuẩn, anh em muốn xài chuẩn nào thì mình xài. Đây, và đây là cái máy của DSA ha. Rất là đẹp. Hàng DSA thì làm khá là chắc chắn anh em ha. Khá là chắc chắn luôn. Đó. Đây là giữ lưỡi nè ha, mâm bằng sắt màu xanh, cầm rất là nặng tay anh em ha. Ở trên đây thì thiết kế một cái tay cầm. Cái dòng này thì nó không có cái ụ nằm ở trên đây giống như khác, nhưng dòng này thiết kế một tay cầm ở đây ha. Anh em dặn cái tay cầm vô trong đây ha, để chúng ta cầm đó cho nó thuận tiện ha. Mâm này mâm nhôm nè ha, giá khá là mềm luôn anh em, chỉ có 970.000 thôi, giá chưa còn phí ship nha. Anh em nào mua thì cộng thêm phí ship hàng vô dùm. Ok ha, máy chạy rất là êm luôn. Thì hôm trước mình có làm cái video về giới thiệu những cái dòng bào với máy phay mini với anh em ha. Bán rất là nhiều luôn ha. Đó, số lượng cũng còn tương đối, anh em có nhu cầu thì tranh thủ qua lấy nha. Đó. Rồi, thì con này mình nhắc lại ha. Giá của con này bên cửa hàng mình đang bán với giá rất hấp dẫn luôn, chỉ có 970.000 thôi. Giá áp dụng trong tháng 6 nha anh em ha. Đó. 970.000 cho con này. AMI02-185. Rồi. Ok ha. Rồi, anh em có nhu cầu thì liên hệ số điện thoại bên dưới. Cảm ơn, xin chào, hẹn gặp lại.